Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video của mình. Thì tiếp tục lại là con app đổi thưởng MMWin anh em nhé. Đấy, thì video hôm nay mình với cái số vốn 1 triệu thì mình lại tiếp tục vào đây chơi game, thử cái vận may cũng như kiếm tiền trên cái con app đổi thưởng MMWin này. Đây, thì sơ qua cho anh em thấy là đây cái giao diện của con MMWin này anh em nhé, có rất nhiều những cái slot game này. Đấy, đây. Đặc biệt là hot nhất là những slot game đây. Nói chung là nó đang rất chi là quen thuộc mà hot đối với anh em. Đấy, rất nhiều slot để anh em thoải mái lựa chọn anh em nhé. Rồi, đấy thì link tải con này mình có để dưới phần mô tả và phần bình luận anh em mà muốn tải game và chơi cũng như là kiếm tiền và thử cái vận may của mình trên cái con app đổi thưởng MMWin này thì có thể tải về và đăng ký. Khi anh em đăng ký thành công thì sẽ được nhận gift code để chơi trải nghiệm và kiếm tiền trên cái con app MMWin này anh em nhé. Đấy, anh em đăng ký thành công thì vào cái nhóm Telegram sẽ được hỗ trợ và nhận gift code. Rồi thì đây với cái số vốn 1 triệu thì hôm nay vào đây chơi cái gì để kiếm được tiền trong này đây anh em nhé. Rồi hôm nay thì mình sẽ vào chơi con Baccarat đây. Đấy, rồi mình giờ mình đang loát anh em, mạng nó hơi yếu tí anh em thông cảm. Nào để xem nào. Nói chung là con app đổi thưởng MMWin này đang cũng rất chỉ là uy tín đấy anh em ạ. Đấy, mình chơi thì mình cũng biết rồi, mình chơi con này cũng khá nhiều rồi, nạp rút cũng ok. Rồi, để xem nào, với cái số vốn 1 triệu hôm nay thì để xem cái vận may của mình như thế nào anh em nhá. 3-4. Rồi, anh em đánh thì cũng nên tìm hiểu trước về những cái con game này nhá. Anh em định vào chơi con gì thì anh em mình khuyên anh em nên tìm hiểu kỹ. Đấy. Bởi vì là nó mình phải biết là cách chơi như nào, đánh ra sao. Đấy, ví dụ như đây nó có tận là đây nhà con đôi, nhà cái đôi hoặc là nhà con nhà cái, anh em vào mà anh em chưa biết gì anh em không biết đặt ở đâu. Anh em đặt vào nhà cái hoặc nhà con đôi này thì bao giờ là thắng được. Đấy. Không. Rồi. Ok, hút luôn tay đầu tiên anh em nhé. Đấy. Đấy là một cái kinh nghiệm chơi anh em ạ. Và chơi thì cầu kèo anh em để ý, có lúc là nó nhảy thì mình sẽ đánh theo nhảy, mà lúc nó bật thì mình cố gắng đánh bật anh em nhé. Không nên áp dụng cầu của hôm trước mà đánh với ngày hôm sau, nó không đi giống nhau đâu anh em ạ. Nhìn vào cầu thực tế anh em nhé, xoay chuyển theo thực tế, đôi khi mình cũng cần phải bẻ. 4, 5, 9. Rồi ok. Đấy, mình không nhất thiết là vào đây là mình tay nào mình phải đánh đâu anh em ạ. Đấy, có thể là ví dụ như cầu nó đang đẹp này thì mình cứ đánh thôi, còn khi cầu nhảy xấu thì mình có thể mình ngồi xem xong mình kết thì mình đánh, có thể là đánh chốt lãi luôn được anh em ạ. Đấy, không cần đánh nhiều, chỉ cần có hiệu quả là ok. Đấy, ví dụ mình vào đây đúng cầu nào 1-1 đẹp là mình cứ đánh thôi. Ví dụ khi nó cầu xấu quá thì thôi mình cứ ngồi xem, ví dụ cầu đẹp mình đánh phát độ 500 là lãi là mình nghỉ. Rồi đúng cầu luôn anh em nhé. Đấy, thì anh em chơi thì vào đây nên bình tĩnh anh em ạ, không được nóng vội. Đấy, cứ đánh bình tĩnh thôi và cũng rồi. Đấy, lại tiếp tục đánh cầu 1-1 anh em nhé. Nào, để xem nào. Úi rồi, 2-4, ok đấy rồi anh em, đúng cầu 1-1 luôn. Thế thôi anh em mà đỏ thì vào một cái cầu này là anh em lụng cầu này là có thể về bờ luôn anh em ạ. À, nó đang đi này thì anh em cứ đánh thôi. Đó, không tội gì mình phải bẻ anh em nhé. Khi cầu 1-1 đẹp này thì mình cứ phang thực lực thôi. Đấy, này mà ra nữa thì làm hai củ là nghỉ ok luôn, đúng rồi anh em ạ. Đúng là đỏ và may mắn anh em ạ, hôm nay vào phát là đi vào một cầu quá đẹp luôn.
Rồi, thế thì mình cứ bánh tan cái cầu này, bắt đầu gãy cầu thì nghỉ anh em nhé. Rồi, đang kiếm được một củ rồi, cứ lại làm 200 cái này. Bẻ cầu này thì thôi anh em ạ, mấy khi đã gặp cầu đẹp. Đấy anh em ạ, anh em phải vận dụng, chứ mình cứ đừng có áp dụng là nhiều ông vào đây cứ bốc phét thuật toán thế nọ thế kia, bánh thế nọ thế kia, nhưng khi vào đây áp dụng nó phải thực tế anh em nhé. Rồi, thế là phát này là gãy cầu rồi anh em nhé. Đấy, rồi gãy cầu rồi thì mình phải xem ví dụ như cây sau nó ra như thế nào, ví dụ hoặc là hay là cây sau nó mới ra nhà cái. Đấy, nói chung là chơi nó phải nhìn vào cái cầu thực tế đây này. Đấy, đôi khi là đấy là cái kinh nghiệm lần chơi anh em nhé, em hiểu không? Chứ không phải là mình cứ nói thế nọ nói kia, nhưng khi vào đây thì nó khác hoàn toàn anh em ạ. Rồi đấy, thấy chưa, đấy, lại đi bắt đầu nhà cái rồi. Rồi xem nào, để chạy nốt tay này xem nó có ra cầu 22 không anh em nhé. Đấy, mình không cần phải tay nào mình đánh đâu anh em ạ. Ví dụ như là thích thì tay này mình vào, mà không thích thì thôi, để xem nào. Nó cũng có tính tiền mình đâu anh em ạ. Rồi 2, 1, rồi 1, rồi 2 nhà 1, hòa luôn anh em ạ. Đây, để xem nào, hòa thì con ra con, cái ra cái. Gần nhất đây là cái ra con, hòa tay gần nhất đây là đang nhà cái, hòa ra nhà con. Rồi thì phát này mình chỉ đánh tay này xem sao anh em nhé. Đấy, đang hòa nhà cái ra nhà con, ok đây. Để xem nào, chẳng đúng câu nhé nhá. 9 rồi, 8 rồi, cây 2 đi, 6 rồi. Úi giời ơi, thấy chưa, đúng luôn anh em nhá. Đây, đang hòa nhà cái là nhà con. Đấy anh em phải để ý cái cầu nó. Đấy, chứ không phải đánh lung tung vào đây là được đâu. Đấy, rồi làm một củ anh em ạ. Đấy, nghỉ ăn non cho nó chắc. Thôi, chắc là có lẽ mình cũng sẽ bắt là tạm dừng video ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Rồi.